Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 31 tháng 3 năm 2024 với đề tài đó là Kể mình đang sống cho Chúa. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa luôn ở cùng chúng con. Tạ ơn Chúa, ngày hôm nay Chúa cho chúng con được có cơ hội cùng với anh em của chúng con vui mừng kỷ niệm ngày Chúa của chúng con phục sinh ở trong vinh quang. Chúng con tạ ơn Chúa. Giờ này chúng con học bài của ngày hôm nay, xin Chúa ngài hướng dẫn chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, phần Kinh Thánh của chúng ta ở trong Roma đoạn 6 từ câu 1 đến câu 14. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với ngài bởi phép báp têm trong sự chết ngài, hầu cho đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào, thì chúng ta cũng nhờ trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta làm một cùng ngài bởi sự chết giống như sự chết của ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với ngài. Bởi biết rằng đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên ngài. Vì nếu ngài đã chết thì ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng hiện nay ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục đó. Chớ nạp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời. Dường như đã chết mà nay trở nên sống và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ là câu 11. Và anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sau khi cho thấy ân sủng Chúa dư dật để tha thứ tội lỗi và ban sự sống đời đời cho người tin, như là Roma đoạn 5 câu 20 đến câu 21, Sứ đồ Phaolô ngăn chặn tư tưởng phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật. Lý do vì người tin Chúa không còn là nô lệ cho tội lỗi nữa. Tên nô lệ cũ đã chết bởi phép báp têm trong Chúa Giêsu rồi, như câu 2 và câu 3. Hiện nay người tin Chúa được tự do để sống nên đừng để tội lỗi cai trị, như câu 12, câu 11 và câu 12. Chúa Giêsu dạy trong Kinh Thánh Giăng đoạn 8 câu 33 đến câu 44 rằng khi sinh ra chúng ta đã là nô lệ của tội lỗi và đương nhiên bị ông chủ ma quỷ cám dỗ phạm tội. Sức mạnh ma quỷ rất lớn lôi cuốn người ta phạm tội, làm nô lệ cho nó và khó thoát ra khỏi. Vì vậy, một số tín hữu tại Roma đổ thừa cho do là bản chất nô lệ cho tội lỗi và vì ân sủng tha thứ dư dật nên cứ tiếp tục phạm tội. Nhưng sứ đồ Giăng khẳng định, lẽ thật tức là lời Chúa sẽ giải thoát những người theo ngài khỏi ách nô lệ tội lỗi. Lẽ thật sẽ buông tha các ngươi để các ngươi sẽ thật được tự do nhờ ông Adam trước khi sa ngã. Giăng đoạn 8 câu 31 đến câu 32 và câu 36. Tại đây, sứ đồ Phaolô giải thích, khi chúng ta được làm một với sự chết của Chúa qua đức tin và phép báp têm thì chúng ta không còn bị tội lỗi cai trị nữa mà được tự do rồi, không còn lý do để đổ thừa khi phạm tội. Sứ đồ Phaolô từng than thở về nếp sống nghịch lại với sự hy sinh của Chúa. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của đấng Christ. Chúng ta có thể xem ở trong Philip đoạn 3 câu 18. Không, chúng ta đã làm một với Chúa Giêsu qua sự sống lại và nay trở nên sống, như trong câu 13. Sự sống đang được giấu trong đấng Christ, Colossae đoạn 3 câu 3. Nghĩa là chúng ta có quyền sống và phải sống thánh khiết cho Chúa. Nếu chúng ta kể mình đang sống cho Chúa thì thứ nhất, xem mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ, như câu 11. Thứ hai, không,
để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em. Thứ ba, chớ chiều theo tư dục nó và chớ ngập chi thể mình cho tội lỗi như câu 12 và câu 13. Thứ tư, hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình, câu 13. Xin Chúa cho chúng ta quyết sống cho Chúa bắt đầu từ một kỷ niệm Chúa phục sinh năm nay. Câu hỏi của bài học, có dấu hiệu nào cho thấy Chúa đang sống ở trong bạn không? Cảm ơn Chúa bài học ngày hôm nay. Hôm qua chúng ta học về việc chúng ta có thấy Chúa hay không. Phước cho những kẻ không thấy mà tin, có nghĩa là đức tin của chúng ta đặt vào nơi Chúa. Mặc dù chúng ta không thấy bằng xác thịt của mình, nhưng chúng ta thấy bằng con mắt thuộc linh. Và hôm nay, dấu hiệu nào để bày tỏ cho cái đời sống đức tin của chúng ta là một đời sống sống động thật sự và một đời sống có Chúa đang sống ở trong chúng ta? Hôm nay cô chú anh chị em đi thờ phượng Chúa ở trại chi hội địa phương của mình. Chắc có lẽ chúng ta đã được cùng anh em của chúng ta hát những bài hát ngợi khen Chúa. Được nghe một sứ điệp về sự sống lại của Chúa. Vậy thì cô chú anh chị em ơi, Chúa có thật sự sống ở trong chúng ta hay không? Hay chúng ta tưởng là sống nhưng mà đã chết? Chúng ta thiếu tình yêu thương. Chúng ta gặp anh em của mình, chúng ta không nở một nụ cười. Chúng ta không làm theo cái điều Chúa dạy. Chúng ta rất rất là nhiều lần chúng ta làm Chúa buồn. Hoặc là chúng ta sống ở trong nhà thờ thì như là một con cái của Chúa, nhưng mà khi ra về, khi đối với những người ngoài, khi ở trong công sở thì chúng ta cũng sống như một người ngoài, tranh giành quyền lực, cũng nói xấu người này, nói xấu người kia, cũng rất là nhiều tật xấu. Có không? Nếu người ta nhìn vào chúng ta, người ta có thấy rằng Chúa đang sống ở trong chúng ta? Người ta có thấy rằng chúng ta là một cơ đốc nhân, tức là người thuộc về Chúa, Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa không? Nhiều khi đó, mình cứ nghĩ rằng mình đang sống cho Chúa, nhưng kỳ thực mình vẫn còn đâu đó con người cũ, vẫn còn tệ lắm của chúng ta. Vì chúng ta cần phải nên thánh mỗi ngày càng hơn. Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, mỗi lần chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta dự lễ thương khó, rồi chúng ta dự lễ phục sinh, chúng ta có cái điều gì để nhắc nhở chúng ta hay không? Hay lại thấy có nhiều người còn nói để thương khó phục sinh năm nay không bằng năm trước, và càng ngày người ta giữ lễ thôi, càng ngày thấy không có còn cái cảm xúc của thuở ban đầu. Nhiều người nói rằng những bài hát bây giờ cũng không còn đi vào lòng người nữa. Ngày xưa nghe những bài hát thì cảm xúc lắm, bây giờ nghe như là biểu diễn mà thôi. Có chăng? Chúng ta đang tìm đủ mọi cách để giữ một cái lễ mà chúng ta không có sự sống chăng? Xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi khi chúng ta học bài học này, không phải mình trải qua một mùa kỷ niệm Chúa chịu thương khó phục sinh và rồi, ồ sống rồi, xong kỳ lễ rồi, nhẹ cả người, khỏe cả người, mà không động lại gì ở trong chúng ta. Không một giọt nước mắt nào rớt xuống, không có sự thôi thúc nào của Chúa sống ở trong chúng ta, thì chúng ta có dự lễ nhiều lần đi nữa cũng không có giá trị gì. Xin Chúa giúp cho mỗi một chúng ta. Đây là lời gợi ý cầu nguyện của bài học. Lạy Cha Thánh, con cảm ơn Ngài vì Cha đã đóng đinh con người cũ nô lệ cho tội lỗi của con và ban cho con sự sống của Chúa Giêsu phục sinh. Con xin nhận chi thể con làm đồ dùng về sự công bình để người khác thấy Chúa sống trong con. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa ơi, con và cô chú anh chị em con đã dự sống một kỳ lễ. Tại sao con nói như vậy? Là vì mấy ngày qua chúng con đã bước vào trong một cái kỳ lễ. Nhưng Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con yêu mến Chúa như thuở ban đầu. Xin Chúa cho chúng con biết được tình yêu Chúa dành chúng con rất nhiều. Xin chúng con nhớ lại. Xin Chúa cho chúng con kết ước để chúng con sống một đời sống tiếp tục bước đi để hầu việc Chúa bằng năng lực mà Chúa ban chúng con, là một năng quyền ở trong Chúa Giêsu đấng đã sống và đang sống trong chúng con. Xin giúp chúng con, thưa Chúa, chứ để chúng con đang sống một đời sống tưởng sống mà chết. Xin Chúa giúp chúng con. Xin Chúa đến thăm viếng từng người trong chúng con, thưa Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn cô chú anh chị em đã cùng học với lại. Xin Chúa ban phước thật nhiều cho cô chú anh chị em. Xin kính chào tạm biệt.